Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích truyền chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, không có giải pháp gì thư giãn tốt và hiệu quả nhất bằng một giấc ngủ thật sâu và thật ngon. Hơn nữa, nếu bất ngủ triền miên sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trí và sự vận động của các cơ quan trên cơ thể. Vì thế, mọi người đều rất chú trọng tới phòng ngủ, giường ngủ như thế nào để tốt, để có được giấc ngủ sâu. Ngoài việc chọn phòng ngủ yên tĩnh, giường ngủ êm ái thì cũng cần phải chú ý tới các điều kiêng kỵ trong phong thủy khi kê giường ngủ. Nếu vị trí giường đặt không đúng phong thủy sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tiền tài của gia chủ. Vậy, việc kê giường cần kiêng kỵ như thế nào để tránh những vận hạn? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là tránh kê giường ngủ đối diện với cửa phòng. Nhiều người vì muốn tạo sự thuận tiện nhất nên thường chọn cách đặt giường ngủ gần cửa ra vào. Tuy nhiên, theo phong thủy thì cách kê này hoàn toàn không tốt, đặc biệt nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe của người ngủ trong căn phòng này. Theo thuyết phong thủy thì phần cơ thể nào tiếp xúc với cửa ra vào đều sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ví dụ như nếu là phần đầu thì sẽ bị đau đầu, chóng mặt. Nếu là phần thân thì sẽ bị bệnh về đường tiêu hóa, nhất là phần chân thì sẽ bị các bệnh về đau nhức chân, chuột rút. Chính vì thế mà nên hạn chế ở vị trí này. Thứ hai, kiêng kỵ khi kê giường ngủ đối diện với gương soi. Trong phong thủy học, gương là dùng để ngăn sát, tác dụng phản xạ trở lại sát khí xông thẳng vào, cho nên gương, cho dù không phải là gương bắt quái hay gương cửa, không thể đối diện trực tiếp vào mình. Không nói về phong thủy, đầu giường chiếu thẳng vào gương thường sẽ bị giật mình khi thấy bóng mình trong gương. Có một số người đặt trong phòng ngủ rất nhiều gương, luôn thấy những bóng ma ẩn hiện ám ảnh, do thực tế chỉ là những bóng ảo ảnh do gương tạo nên. Trong phòng ngủ, tốt nhất không nên treo quá nhiều gương, tốt nhất là nên treo gương ở phía trong cánh cửa tủ quần áo, như thế bình thường hàng ngày sẽ không phải nhìn thấy gương. Khi muốn thay quần áo hay trang điểm thì chỉ việc mở tủ ra thì mới dùng được gương. Thứ ba là tránh kê giường ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh, cửa nhà tắm. Nhà tắm, nhà vệ sinh là những nơi không sạch sẽ hay chứa chất ô uế. Đây là một trong những vị trí làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tài lộc của gia chủ. Theo thuyết phong thủy thì người nằm ngủ ở vị trí này thường hay bị chứng đau đầu thường xuyên, từ đó hiệu suất lao động cũng không cao, kinh tế cũng dần giảm sút. Thứ tư, tránh kê vị trí giường ở phía dưới gầm cầu thang. Tại các thành phố lớn thì đa phần mọi ngôi nhà đều được thiết kế với nhiều tầng lầu và để tiết kiệm tối đa không gian sinh hoạt nên chủ nhà luôn tận dụng diện tích dưới chân cầu thang, nhất là kê giường ngủ tại vị trí này. Bởi cầu thang là nơi mà mọi người thường xuyên di chuyển lên xuống, đây được gọi là hành động dẫm đạp, vừa ảnh hưởng tới giấc ngủ lại ảnh hưởng xấu đến vận may của bạn. Thứ năm là kiêng kỵ kê giường ngủ ở phía dưới thanh xà ngang. Thanh xà ngang là một trong những phần không thể thiếu của ngôi nhà. Đây là cách giữ cho ngôi nhà được thăng bằng và chắc chắn hơn. Nhưng nếu vị trí của giường ngủ nằm ngay dưới vị trí của thanh xà ngang là điều không tốt. Cảm giác của người nằm giường này luôn như bị đè nặng, từ đó dẫn đến khó ngủ, người luôn bần thần. Thứ sáu, kiêng kỵ kê giường ngủ đối diện với phía bồn cầu. Hiện nay, nhiều gia đình thường xây nhà vệ sinh chung với phòng ngủ để tiện trong việc vệ sinh. Tuy nhiên, nếu không để ý, bạn có thể sẽ đặt giường đối diện với phía sau bức tường là bồn cầu. Theo yếu tố tâm linh thì điều này không hề tốt chút nào, bởi bồn cầu là nơi ô uế nhất, nếu đưa đầu giường ngủ vào đây sẽ làm cho sức khỏe bị xuống cấp trầm trọng. Thứ bảy là vị trí giường ngủ nằm ở đối diện phía sau bàn thờ. Bàn thờ là nơi thờ tự ông bà, tổ tiên, vì thế cần phải được trang nghiêm và tôn trọng trong không gian này. Chúng ta cũng cần phải tuyệt đối tránh kê giường ngủ ở vị trí này, dù là đối diện phía sau lưng bức tường hay đối diện tầm nhìn đều không được. Thứ 8. Kiêng kỵ giường ngủ ngay máy điều hòa. Nếu trong phòng ngủ của bạn có gắn máy điều hòa thì cần phải tránh vị trí trên đầu giường ngủ hay phía dưới chân, nên lắp đặt điều hòa ở bên hông giường ngủ là tốt nhất. Cơ thể của chúng ta, vị trí đầu và lòng bàn chân rất dễ xâm nhập.
Vì thế, khi cơ thể vào giấc ngủ sâu, hơi lạnh sẽ dễ vào bên trong cơ thể hơn, từ đó dễ nhiễm lạnh, cứng đờ các cơ quan. Thứ 9 là không kê giường ngủ gần hệ thống âm thanh. Ngủ là một trong các giải pháp giúp thư giãn toàn bộ cơ thể có hiệu quả nhất. Chính vì vậy mà không gian này cần phải yên tĩnh tuyệt đối, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Việc kê giường ngủ gần hệ thống âm thanh như TV, máy vi tính, điện thoại đều ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ. Các tia bức xạ từ màn hình và các thiết bị công nghệ này sẽ gây khó ngủ, làm hại mắt và tâm trạng xấu đi khi ngủ dậy. Thứ 10. Đầu giường không nên kê quá sát vào cửa sổ. Trong phong thủy, đầu giường kê quá sát vào cửa sổ thì không tốt. Không nói đến phong thủy, chỉ nói về môi trường vệ sinh, đầu giường không nên kê sát vào cửa sổ bởi vì chẳng những ảnh hưởng tới giấc ngủ ngon mà còn liên quan đến an toàn về gia cư. Nếu đầu giường kê sát vào cửa sổ khi trời nắng, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu thẳng vào đầu giường. Khi trời mưa, mưa gió thẩm thấu qua cửa sổ, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi gặp phải gió bão hoặc sấm sét, đầu giường kê sát vào cửa sổ sẽ càng nguy hiểm bởi sẽ có những mảnh vỡ rơi từ trên cửa sổ xuống gây thương tích. Vì thế, để đảm bảo cho giấc ngủ ngon và cho gia cư an toàn, không nên kê đầu giường sát cửa sổ. 11. Giường ngủ kê chiếu thẳng hóa sát vào bếp đun. Trước cửa phòng ngủ có bếp đun, rất không có lợi cho sức khỏe vì khi bếp cháy rừng rực, khói mỡ khi xào nấu xông vào khiến gia chủ dễ sinh các chứng bệnh đau tim, đau chân, thổ huyết. Cách hóa giải sắp xếp này là có thể chia phòng ngủ với khu vực nấu ăn bằng vách ngăn màu gỗ. 12. Đầu giường kiêng không kê sát vào tường. Theo phong thủy, đầu giường không nên lộ vì như thế không có chỗ che chở. Nhưng điều này không có nghĩa là đầu giường kê sát vào tường vì hùng nhiều cát ít. Bạn nên kê giường cách tường một khoảng cách để đảm bảo đầu giường vẫn có chỗ dựa. Còn nếu đầu giường không kê sát vào tường được thì cuối giường phải kê sát tường cũng có thể hóa giải được. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt một cái tủ ở trên đầu giường cạnh vách tường để đầu tường có chỗ dựa, đảm bảo giấc ngủ được tốt nhất. 13. Kiêng kỵ kê giường ngủ đối diện với góc nhọn. Trong phong thủy phòng ngủ thì không nên kê giường ngủ đối diện với góc nhọn vì ngủ đối diện với các góc nhọn sẽ khiến bạn bị chóng mặt, đau đầu âm ỉ mà bạn khó có thể phát hiện được. Để tránh những tác hại của những góc nhọn chĩa thẳng vào giường ngủ mà bạn không thể di chuyển chúng đi đâu được, hãy làm mềm cản trở của nó bằng năng lượng hung hãn bằng cách phủ vải bên ngoài. 14. Kiêng kỵ kê giường ngủ tại vị trí đầu giường không có điểm tựa vững chắc. Có nhiều cặp vợ chồng muốn thay đổi không gian phòng ngủ thêm một chút lãng mạn hơn, thơ mộng hơn hoặc để tránh ảnh hưởng của thanh xà ngang trên trần nhà mà quên mất đi một điều, cần kê giường ở vị trí mà đầu giường được tựa vào bức tường vững chắc, bằng phẳng. Đầu giường ở vị trí trống không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bạn. Quý vị thân mến, phong thủy trong việc kê giường ngủ hiện nay là một trong các vấn đề được rất nhiều gia chủ quan tâm, tìm hiểu nhằm giúp quá trình nghỉ ngơi của mọi thành viên trong gia đình được đảm bảo tối ưu nhất. Trên thực tế, mục đích chính của việc chọn hướng cũng như cách đặt giường là hướng đến việc tạo nên thế tương sinh, tức là được nguồn năng lượng tích cực trong phong thủy, qua đó gọi mời được nhiều điều may mắn, bình an. Vì vậy, bên cạnh những điều kiêng kỵ thì chúng ta cũng cần biết được cách kê giường theo âm dương ngũ hành để có thể chiêu tài chiêu lộc cho bản thân. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là cách kê giường ngủ cho người mệnh kim. Với người mệnh kim, để kê giường ngủ hợp lý, ta cần phải căn cứ vào hướng trạch theo quy luật ngũ hành, từ đó đối chiếu với kiến trúc căn phòng để lựa chọn phương án phù hợp nhất. Theo các chuyên gia phong thủy, cách kê giường ngủ cho người mệnh kim giúp mang lại nhiều vượng khí nhất là đầu giường quay về các hướng đông bắc, tây nam. Đây là hai hướng trạch của hành thổ mà thổ sinh kim, do đó sẽ mang lại sức khỏe, may mắn cho gia chủ. Người mệnh kim không nên chọn hướng nam để kê giường ngủ vì hướng nam tượng trưng cho hành hỏa, mà hỏa thì khắc kim. Điều này sẽ át vía các gia chủ. Bên cạnh đó, để gia tăng phong thủy cho người mệnh kim, bạn có thể chọn những chiếc giường ngủ có màu sắc tương sinh với bản mệnh. Các màu tượng trưng cho mệnh thổ như nâu, vàng đất cũng rất tương hợp và mang lại nhiều năng lượng tốt. Thứ hai, cách kê giường ngủ cho người mệnh mộc. Mệnh mộc tương sinh với mệnh thủy, do đó cách kê giường ngủ cho người mệnh mộc sẽ tuân theo hướng trạch của mệnh thủy, đó là đầu giường quay về hướng bắc, nam và đông nam. Màu sắc cũng là một yếu tố rất quan trọng cần phải cân nhắc. Màu sắc không chỉ có nhiệm vụ trang trí mà nó còn liên quan mật thiết đến tương sinh tương khắc với chính bản mệnh của gia chủ.
Do đó, khi tiến hành mua giường ngủ, bạn cần lưu ý đến màu sắc của chiếc giường. Nên chọn những gam màu hợp với bản mệnh của mình để tăng thêm vượng khí, tài lộc và may mắn. Thứ ba, cách kê giường ngủ cho người mệnh thủy. Cách kê giường ngủ cho người mệnh thủy vẫn tuân theo các quy luật tương sinh ngũ hành. Do đó, hướng đầu giường của gia chủ mệnh thủy được quay theo hướng của bản mệnh kim, tây, tây bắc. Quay theo hướng này sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho gia chủ. Ngoài ra, người mệnh thủy nói riêng và những cung mệnh khác nói chung cũng cần tránh kê giường vào hướng xung khắc với mệnh của mình để tránh những điều không hay xảy ra. Cụ thể, người mệnh thủy nên tránh kê giường theo các hướng thuộc hành mộc là hướng đông bắc, tây nam. Thứ tư là cách kê giường ngủ cho người mệnh hỏa. Theo thuyết tương sinh tương khắc trong ngũ hành thì mộc sinh hỏa. Vì vậy, nếu gia chủ là người mệnh hỏa thì nên chọn hướng kê giường ngủ theo mệnh mộc để thu hút tài lộc, may mắn và thành công. Cách kê giường ngủ cho người mệnh hỏa cũng có thể chọn hướng chính hành hỏa, đó là các hướng đông, đông nam hoặc hướng nam để gia tăng sự may mắn, thịnh vượng. Cách kê giường ngủ cho người mệnh hỏa theo những hướng trên còn mang lại những giấc ngủ ngon, sự thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thứ năm là cách kê giường ngủ cho người mệnh thổ. Theo quan niệm tương sinh tương khắc thì hỏa sinh thổ. Vì thế, cách kê giường ngủ cho người mệnh thổ hợp lý nhất là nên đặt đầu giường quay về hướng trạch của mệnh hỏa, đó là hướng nam. Ngoài ra, đầu giường quay về hướng của bản mệnh cũng là cách bố trí hợp lý nhất, tây nam, đông bắc thuộc hành thổ. Cách kê giường ngủ cho người mệnh thổ hợp lý sẽ tạo ra thế cộng sinh năng lượng cho bản mệnh. Gia chủ sẽ luôn cảm thấy hưng phấn, sảng khoái và gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.